rất là nhộn nhịp, mà cách đường tỉnh lộ 868 tiện ích và chợ chỉ có là 2 cây số thôi, rất là gần chị nha. Một cái vườn diện tích vừa phải cho anh chị mua để mình đầu tư cũng được nè, về đây mình làm cái nhà mới, cắt cái nhà làm vườn cũng rất là thích hợp nha. Bất động sản Đất Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang, gửi đến chị một căn nhà vườn ha, rất là đẹp anh chị ha. Căn nhà nhà cấp 4 nhân vườn cây trái nhìn rất là mê, nhìn rất là ham anh chị nha. Với ngang diện tích mặt tiền đường nhựa này luôn anh chị ha, là 17m, chiều sâu là 66m nha. Lên tổng diện tích là 1.128m² nha anh chị. Cái hướng căn nhà và đất mình đây là hướng bắc nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy, coi tuổi, xây nhà ở hay là xây biệt thự, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Căn nhà và đất mình là chưa có thổ cư anh chị ha, hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị. Cái đường huyện này là khi bằng đường huyện 70 nha. Cái đường này cho xe ô tô, xe tải mà lưu thông rất là dễ dàng nha anh chị. Anh chị đi thẳng đường này nè là khoảng là 2 km nữa sẽ đụng tới cơ quan hành chính và tiện ích nằm ở đường tỉnh lộ 868 anh chị ha. Ở đó có nhiều tiện ích như là trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác anh chị nha. Còn nếu anh chị ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, đây là cái vị trí nè. Từ bến xe miền Tây về tới vườn cây trái của mình là 88 cây số là tới chị ha. Đưa trực tiếp để cho anh chị thấy rõ hơn, đường xá dễ đi anh chị ha. Rồi để em quay hướng ngược lại cho anh chị xem nha. Ở khu vực này thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Đây nhà cửa chưa? Rất là đông đúc anh chị ha. Ở đây có đèn đường luôn anh chị nha. Ở khu vực này thì mình xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú mình rất yên tâm ha, vấn đề đó nha. Đây là có bảng ấp văn hóa Hòa Thinh anh chị ha, để quay cao lên cho anh chị mình thấy rõ hơn nha. Ở đây có camera an ninh đó anh chị, rất là an ninh anh chị nha. Anh chị tới cổng chào ấp văn hóa Hòa Thinh thì em sẽ đón ở đây ha, và gặp ngay trực tiếp đất và căn nhà mình luôn. Còn nếu anh chị đi thẳng trước màn hình này nè, là đi ngược lại nè, là khoảng là 3 km nữa là sẽ đụng tới qua cái phà Tam Bình đó anh chị ha. Qua đó thì qua phà đó là ra tới đường tỉnh lộ 864 nha anh chị nha. Một hướng anh chị về thành phố Mỹ Tho, còn một hướng là về thị trấn Cây Lậy nha anh chị ha. Không để mất thời gian của anh chị hoặc cô chú nữa, em sẽ chỉ ranh giới để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Anh chị thấy không? Cái đường nhựa này khoảng 5m anh chị, rất là rộng anh chị ha. Căn nhà mình nằm ở ngay vị trí đường nhựa luôn. Đó, kinh doanh buôn bán hay là đầy đủ ở đây. Đó, vật liệu xây dựng, đó, kinh doanh mặt hàng nào cũng được anh chị ha. Rồi để mà quay gần cho anh chị xem cái ranh giới nha anh chị ha. Đây, bên tay phải màn hình. Để quay gần xuống nè anh chị. Ở bên tay phải màn hình thì có cái tụ bê tông hàng rào anh chị thấy không? Bên tay phải màn hình nha. Qua bên tay trái mình là 17m anh chị. Chiều sâu là 66m nha. Một căn nhà cấp 4 và mảnh vườn em thấy rất là ăn ý, rất là đẹp ha. Còn cái nhà mình không có tính anh chị ha, này mình tính đất anh chị. Tại cái nhà thì cũng cấp 4 đơn giản thôi. Chủ này cũng khó khăn, không có làm cái nhà lớn, nhà tạm để buôn bán và ở thôi anh chị nha. Bán nước nè chị ha. Hiện tại thì gia chủ để bán nước ngọt anh chị. Qua tới hàng rào bên đây nè anh chị. Đây. Để quay gần cho chị xem ha. Cái hàng rào đây nè. Đây có tụ bê tông nè chị ha. Đó. Đó, anh chị thấy rõ không? Có tụ bê tông cái chuối anh chị ha, tại nó che khuất thấy không rõ nha anh chị ha. Rồi, để em quay cái mặt tiền 17m lại một lần nữa cho anh chị xem nha. Wow, mặt tiền khá đẹp anh chị ha. 17m thì mặt tiền anh chị thấy đó cũng vừa phải thôi, tại vì đất mình đâu có diện tích nhiều đâu, chỉ có là 1.128m² thôi anh chị ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ đi từ vô căn nhà và cái mảnh vườn để cho chị và cô chú mình tham quan ha. Hiện tại thì đã có ăn trái được khoảng là 4 đợt anh chị nha. Nhà của chú cô đây cũng khó khăn kinh tế,
nên nhà cũng rất là đơn giản chị ha, nhà cấp 4 anh chị nha. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 1 tỷ 650 triệu anh chị, giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn chị nha. Cái này lên tổng diện tích em xin nhắc lại là 1.128 m² nha. Ở đây có một cái ao, cái ao này khoảng 1m2 anh chị ha, nó vừa phải, không có rộng mấy nha anh chị. Đây là phía sau cái căn nhà cấp 4 đây. Em thấy cái vị trí này rất là đẹp anh chị ha. Thứ nhất đó là đất mình nằm ở đường nhựa, căn nhà cấp 4 mình không có tính anh chị ha, mình tính đất thôi. Đó mình bỏ căn nhà cấp 4 đi. Đó, mình làm lại căn nhà của Thái hay là cái biệt thự về đây mình ở chị ha. Cái không đó anh chị ở trước á, mình làm mấy tiền chế, mình buôn bán nè, kinh doanh nè, rất là thuận lợi nha. Tại vì khu này đó đường huyện 70 á, dân cư rất là đông và rất là nhộn nhịp, mà cách đường tỉnh lộ 868 tiện ích và chợ á, chỉ có là 2 cây số thôi, rất là gần chị nha. Đây một cái vườn sầu riêng em thấy rất là đẹp anh chị ha. Hiện tại thì sầu riêng này, cái đợt này là chưa xử lý ra bông anh chị ha, nhưng mà này chủ nói là ăn cũng khoảng 4 đợt 5 đợt anh chị nha. Wow, một cái vườn sầu riêng em thấy rất là tốt ha. Hiện tại thì vườn sầu riêng này là chủ sóc luôn chị ha, chứ không phải bỏ quen anh chị nha. Quý khách hàng cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký với màn hình và comment bên dưới để tương tác với em, để nhận được video mới nhất và bên em hỗ trợ cho anh chị và cô chú nha. Mình về mình cải tạo phía sau là anh chị ha, mình bằng cỏ với mình bỏ một số cây là mà nó bị còi anh chị nha. Còn một số cây tốt mình để lại, mình bón phân, mình chăm sóc tiếp anh chị nha. Wow, một cái vườn sầu riêng em thấy rất là ham anh chị. Đó, mình về mình chăm sóc thôi. Với anh chị thấy rồi đó, 10 năm trời mà trồng được to vậy nè, tốn công chăm sóc rất là cực chị ha. Tại sầu riêng anh chị trồng rất là khó, không có dễ anh chị ha, cũng có bài bản mới trồng được vậy anh chị. Tại xử lý ra bông nè, ra trái nè, đó tới thu hoạch cũng rất là nhiều giai đoạn anh chị nha. Xung quanh cái mình anh chị thấy không, có hệ thống bếp quay tự động hết rồi đó, mình về mình tưới rất là tiện, không cần tưới tay hay là cái ống thun, rất là bất tiện cho mình nha. Rồi em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn ha, để cho anh chị và cô chú mình theo dõi nha. Đây, đây là ranh cuối cùng của mình anh chị, để em chỉ ranh cho anh chị xem nha. Đó, thì không, bên tay trái màn hình chị có cái sầu riêng anh chị ha, đó là ranh giới cuối cùng của mình ha. Qua tới bên đây nè anh chị, đây là cái mương của người ta anh chị ha, còn cái bào bên đây là của mình. Để quay gần xuống cho chị thấy rõ hơn nha. Đây, ở đây có mương anh chị không, bị cỏ với lục bình nó che khuất á, mình thấy rõ nè thấy chị không. Đây là hiện tại em đứng đây là ranh giới cuối cùng của miếng đất của mình anh chị. Để quay lên lại cho anh chị xem nè. Wow, một cái vườn sầu riêng rất là đẹp, nhìn rất là tốt đúng không chị. Em thấy có mấy cô chú ở Sài Gòn lúc trước gọi cho em rất là nhiều chị ha, tìm đất sầu riêng mà diện tích vừa phải để cất cái nhà mà mình thích sầu riêng nữa, mình chăm sóc đó chị. Thì em thấy anh chị và cô chú nào xem cái video này á, thì cứ gọi bên em nha, em sẽ dẫn anh chị coi trực tiếp ha, và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 1.650 tỷ nha, với ngang là 17, chiều sâu là 66, lên tổng diện tích là 1.128 m² nha. Đất mình á, và căn nhà cấp 4 á, nằm ở mặt tiền đường nhựa là 5m, đường đó kia bằng đường huyện 70 nha chị nha. Đó, mỗi clip chị thấy không, một clip nhỏ bên đây á, là được 1 hàng thôi, còn một clip giữa bên đây á, thì được 2 hàng và bên kia được 2 hàng nữa anh chị không. Một cái vườn diện tích vừa phải cho anh chị mua để mình đầu tư cũng được nè, về đây mình làm cái nhà mới, cắt cái nhà làm vườn cũng rất là thích hợp nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà cấp 4 và vườn sầu riêng nằm ở huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang này, thì liên hệ với em xuống thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá một lần nữa nha, là 1.650 tỷ nha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn nha.
anh chị hoặc cô chú kết bạn vô lớp em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.